Hôm nay thì tôi đang xuất trước 5 vạn cây cát sâm để phục vụ cho một dự án trồng tại Bắc Cạn. Thì tổng dự án này lên đến 25 vạn cây. Thì hôm nay chuyển trước 5 vạn. Thì tổng số cây này thì hiện nay chúng tôi cũng đang cố gắng để làm sao để cho kịp thời vụ, cung ứng cho dự án trồng. Đây là một trong những loại cây kinh tế. Và có thể các bác có thể thấy là chất lượng camera nó hơi bị mờ, bởi vì là đây là do tôi cũng bận đi công tác, nhân viên ở nhà cũng quay. Thế nhưng mà làm sao cố gắng để cập nhật được những cái hình ảnh thực tế về thị trường, về cây giống, về những cái cây mà đang được trồng nhiều và các dự án trồng cho dân, các dự án trồng xuất khẩu ra các thị trường bên nước bạn, cụ thể nhất là Trung Quốc. Thì các bác cũng có thể biết là tôi nói rất nhiều về sâm châu rồi. Nó có rất nhiều tên như ngưu đại lực, ngầu tẻ lệch, cát sâm, sâm cát, sâm châu, rồi rất nhiều các loại tên khác nữa. Nhưng tuy nhiên thì nó cũng có rất nhiều loại sâm lá to, sâm lá nhỏ, sâm núi rành. Tên khoa học đầy đủ của nó là Malatia speciosa chêm, là một trong những loại cây sâm thuộc khoảng sâm đất. Thời gian thu hoạch tối thiểu chúng ta cũng phải chờ 6-8 năm. Nhiều nơi thì nói bảo 3 năm, thì 3 năm nó tùy thuộc vào từng loại giống. Và đối với dòng sâm lá to này thì chúng ta trồng thì sẽ không phải làm giàn, và chúng ta hàng năm cắt tỉa là được rồi. Quá trình hình thành tạo củ của nó cũng khá bền. Sau thì thu hoạch các bác phải lưu ý là tuy củ sâm được giá nhưng cái thu hoạch chúng ta cũng mất khá nhiều công. Bởi vì khi mà chúng ta thu hoạch là chúng ta cần phải có máy xúc vào để đào củ lên, chứ còn chúng ta không phải tự tay đào được, bởi củ lại ăn rất là sâu, thậm chí có những củ nó dài đến 1 mét. Mỗi gốc mà nó cao nó nhiều tuyệt đối thì có thể lên đến khoảng độ 8 đến 10 cân. Còn nếu trung bình thì mỗi gốc mà trồng 6-8 năm thì sẽ được khoảng từ 3 đến 5 cân. Đó là điều chắc chắn. Và giá thị trường năm vừa rồi xuất khẩu là được từ 140.000 đến 170.000 đồng trên 1 kg sâm châu. Tôi đã từng đi sang Trung Quốc rất nhiều, thì họ làm những cái thuốc biệt dược và những cái sản phẩm hỗ trợ về bệnh phổi, ung thư phổi rất là nhiều. Đây là một trong những loại cây kinh tế, thì rất vui khi được chia sẻ những góc nhìn thực tế về cây cát sâm cho bà con chúng ta được biết.